V.I.B dẫn đầu xu thế thẻ. Boncha VO Long đào mới ngon đào mong. Cái thần mắt mọi người chưa có mặt, tại vì có khán giả thì thường sẽ bị share cái năng lượng. Khi mà em trên sân khấu đủ lâu á thì em sẽ là cái người hút khán giả. Em làm cái gì mà em chưa có quen á thì em sẽ bị khán giả hút lại năng lượng của mình. Hungary, Khan Hungary nữa, HurryKNG luôn hả? Anh trai Say Hi. Mình mãi. Đó là mình tập những cái động tác mới á, lúc nào cũng tập thói quen động tác trước. Tới khi mà thường là khi mà em nhìn vô video em đang nhảy động tác này, em cảm thấy người của em nó quyến rũ á, em cảm thấy vâng. Thì khi mà em tự tin cái cảm giác là sân khấu, người khán giả ngược lại mình. Vâng. Cho nên là vấn đề mình chọn người động tác vô người mình, nó vô người mình, sau lúc đó là của mình thì lúc mình sẽ tự tin. Thuộc là điều hiển nhiên rồi, phải tự tin. Đầu tiên mình. Tạm nghĩ đấy. Anh uống cái đấy không anh? Nãy giờ ngồi đây là anh luôn đâu. Thì hết rồi thì anh chưa thao món nào hết trơn. Nên là mọi người cứ thoải mái chơi đi. Này có gin á, gin mà. Yeah. Ở đâu ấy lắm. Coi phần của nhóm em không? Đó. Có lọc dọc rồi. Chưa đến giờ đói kiểu có lọc dọc. Đúng rồi nó lưng đỏ. Nãy giờ là rất nhiều người dẫm vào tà xin tà cái tà của em nhỏ hơn cái tà của anh mà nó còn bị nhẫm nhảy anh ạ. Thì em nghĩ là tầm khoảng tiếng nữa là có một bát cháo lòng khác. Anh cũng đã đủ rồi. Nhưng mà lúc này em nổi. Nổi hả? Đúng rồi. Này dưa hấu mà anh gập lên là anh cũng dưa hấu đi trà đỏ. Cả nhóm em đều y tế hết. Cái thần mắt mọi người chưa có mặt. Tại vì có khán giả thì thường sẽ bị share cái năng lượng. Khi mà em trên sân khấu đủ lâu á thì em sẽ là cái người hút khán giả. Em làm cái gì mà em chưa có quen á thì em sẽ bị khán giả hút lại năng lượng của mình. Thế đối với những bạn lần đầu tiên mà hát mình hãy do em chưa làm chủ được cái năng lượng của mình. Bắt đầu rồi hút lại. Là anh em sinh nhân lên rồi kìa. Khi mà ví dụ như em là một người nhảy nhiều đúng không? Thì em nghĩ rằng theo cái nhìn sâu khán giả thì em sẽ ẩn sát khán giả. Nhưng mà khi em chưa nhảy nhiều thế khán giả hút năng lượng mình cái mặt. Em chưa thì là team mình nó hiện nhảy chung rất nhiều nhưng mà cái đoạn solo á cũng như là hơi lo lắng, mắt chưa có mạnh. Vâng. Đúng qua từng vòng vào mắt của anh sắp lắm lúc nào mắt anh sắp như kiểu tất cả em chưa luyện được cái sự bình tĩnh đó thì bây giờ mọi người phải tự tập vừa hát và bây giờ các bạn hãy nhớ mặt một chút mình chọn nhá. Phải tập từ từ, rất là phải tập thôi. Đó là kinh nghiệm. Nhiều năm các bạn gương các nữa. Bình thường anh nhìn mọi người thần thái. Tiền kia đặt nhảy là cái nhìn anh nhìn một mình thôi, anh nhìn sâu luôn. Anh nhìn thẳng của anh luôn. Đúng. Anh còn thấy thích không? Anh thấy thích không? Không quan tâm mày nói gì vì giờ đã trễ đến nơi câu nếu thì cần sao. Tức là mỗi lần mình tập cái động tác mới á, lúc nào cũng tập thói quen động tác trước. Tới khi mà thường là khi mà em nhìn video kia em đang nhảy động tác đây này cảm thấy người của em nó quyến rũ á. Vâng. Thì khi mà em tự tin cái cảm giác là sân khấu người khán giả ngược lại mình. Vâng. Cho nên là vấn đề mình chọn người của em phải tự tin động tác vô người mình, nó vô người mình, sau lúc đó là của mình thì lúc mình sẽ tự tin. Thuộc là điều hiển nhiên rồi, phải tự tin. Đầu tiên mình. Tạm nghĩ đấy. Sao anh cứ ngồi mình hoài vậy Trung? Em muốn ngồi để nhìn toàn cảnh chương trình đó mà. Lại để cho mình có nhiều góc máy khác nhau. Để giỡn á. Em ngồi cho phong phú á. Tại vì nó ngồi với nhau một hàng á, em thấy nên có gì đó nó đa dạng hơn chút xíu. Cho nên em di chuyển mà chứ cũng không có gì. Anh ơi quay vậy cái mặt nó ghê lắm. nằm xuống đúng không? Phải đúng nằm rồi. Xuống mới, đúng mới, rồi. Đó. Mới ok đúng không? Đúng đó, chứ mà quay góc từ dưới lên là hơi bị ghê. Đúng rồi, này ngang rồi nè. Dạ. Đó. Hello. Dạ, hiện tại đang ở trong một cái phòng mà gặp gỡ các anh trai thì bây giờ là đã có hơn 20 anh rồi. Như mọi người cũng thấy là đó, đây có một bạn nè, Lee Gip nè. Bạn này thì hơi ít nói nè. Hungary. Hungary nữa. Hurryng luôn hả? Từ từ anh nhớ được. Anh nhớ Khan. Giận á. Khan gì? Khan. Cả gì Khan? Thì Khan thôi chứ gì trời. Thôi biết tên thì cũng được. Cảm ơn anh ông. Không, từ từ. Cái gì vậy? Dễ nhớ gì mà anh không nhớ. Từ từ nè, hết. Giận Michelle với sợ hết cái gì họ đang hỏi tên nè. À, Harry Kane. Không, Stylist One. Sao nghe giống cái đồ chơi của vậy? Là Harry Kane đúng không? Harry Kane. Nó chỉ là Hurricane thôi mà. Hurricane. Tại vì anh đọc không có được. Em gọi là Kane thôi. Thì em kêu Khan. Trời ơi, anh nói tiếng Anh như lớp 1 á. Em nói tiếng Anh quá trời quá đất luôn. Dạ, nói tiếng bồi á chị. Em mà nói được gì? Em là hello, I'm Michelle. Do you want Thai ở không? Go to my home, vậy thôi đó. Như đó là. Chào mọi người nha. Tên là anh quên tên em. Đây là Eric. Anh Lê Trung Thành. Tôi ngồi kia tôi đánh Nicky Minaj. Đúng rồi. Anh Nicky Minaj, I'm back to user. Back to user. Em không như mà phù thủy ấy. Ra tôi lên nói chuyện. Rồi, mọi người con cái ký của em là không hợp với BTS, mặc dù em là vua BTS. Cái cục quá đi. Con người làm cái đó ơi. Bác không? Em có gì có. Hello, ủa, ăn cái này á? Đâu ăn đâu. Ai ăn chưa em? Đây là mình được ăn đúng không? Đâu, chậm đâu được. Cao, xuống biển sông, lên cao ta cắm sao? Bây giờ như nào lên từ từ câu này, lên núi cao xuống biển sâu đúng không? Lên núi cao xuống biển sâu rồi, sâu giờ chưa làm đâu về. Tàu nó tăng. Đấy. Trốn đi. Lên núi cao xuống biển sâu. Lên núi cao xuống biển sâu. À, anh trai Say Hi. Mình mãi. Anh trai Say Hi tin em có nhau. Anh trai Say Hi có nhau. Mãi có nhau. Mãi có nhau đi nhá. Có 6 có 7 đi. Mãi có nhau đi. Mãi có nhây. Mãi có nhây hả? Ok, nhây hay hơn anh. Em tưởng mãi có nhậu. Mãi có nhây. Mãi nhậu. Để anh ghi chữ của Harry Kane. Thờ quen mà. Khó quá. Khó quá đi. Ngon lắm. Cơm ngon không? Quá tuyệt vời. Cảm ơn FC Vindu rất nhiều. Tại vì một cục cơm gọi là rất là healthy. Vừa là gạo lứt, chú ăn rất là healthy đúng không? Mật đo, ngon. Đã thế là thường không có xương. Cơm tấm à? Đúng rồi. Mà nhá, tinh tế tới cái độ mà người không có xương. Wow. Cơm tấm và gạo lứt. Anh còn một cục. À, thế anh còn một cục. Anh ăn đâu? Đáng nhớ bà. Lần đầu tiên tôi ăn được đĩa cơm tấm mà nó ngon như này, bởi vì không có xương. Mình thắc mắc là cơm tấm ở trong Sài Gòn anh thường là cái miếng sườn nó có xương ấy, mà em cảm thấy nó rất là bất tiện bởi vì là đã cắt ra rồi thì em lại phải em lại phải cắt hết luôn. Nhưng mà đây ăn cơm tấm này không có xương. Cơm tấm ít clean à? Ừ. Cơm gạo lứt. Thế nhỉ? Trứng không có dầu đâu nha, trứng không có nhiều dầu nha. Ok. Không có nhiều dầu hay là không có dầu? Không có nhiều dầu thôi, vẫn có dầu chứ. Có một người không ăn đi. Không mệt à? Có gì không? V.I.B dẫn đầu xu thế thẻ. Boncha VO Long đào mới, ngon đào mong. Anh trai Say Hi 20 giờ thứ 7 trên kênh HTV2 V Channel, xem sớm nhất trên siêu ứng dụng giải trí VieON.